Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn của VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Chiều 19 tháng 7, xe tải biển số đỏ lưu thông vào làn đường hai bánh trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua giao lộ Phạm Đăng Giảng thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 59U1-17571 do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua dẫn đến trọng thương. Nhanh chóng được tài xế và người dân chuyển đến phòng khám đa khoa gần đó cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, xe buýt mang biển kiểm soát 53N5043 và xe máy mang biển kiểm soát 59M1-58628 do chị Như Ý, 24 tuổi, ngụ quận Tân Phú điều khiển, cùng lưu thông trên làn đường Phan Huy Ích hướng từ đường Trường Chinh về đường Quang Trung. Khi qua giao lộ Huỳnh Văn Nghệ, phường 15 quận Tân Bình, thì xe máy do cô gái điều khiển ngã xuống đường, hai tay lọt vào gầm xe buýt và bị bánh sau cán qua. Sau tai nạn, nhiều người dân hô hoán thông báo. Tài xế xe buýt nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng hai tay bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra ngay giờ cao điểm, hai phương tiện nằm giữa đường khiến giao thông trên đường Phan Huy Ích bị ùn tắc nghiêm trọng. Đến 9 giờ cùng ngày, các phương tiện được di dời nơi khác giải tỏa giao thông. Mới đây, một nhân chứng đã ghi lại được cảnh tượng hai xe khách bấm còi ngỏi đua tốc độ trên quốc lộ 1A đông đúc. Một chiếc xe biển Hà Tĩnh còn băng qua giải phân cách, chạy ngược chiều khiến người tham gia giao thông sợ hãi giạt hết vào lề đường. Theo nhân chứng, sự việc được ghi nhận vào khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 1A, khu vực cầu Hàng, đoạn từ thị trấn Tĩnh Gia đi về hướng thành phố Thanh Hóa. Đại diện đơn vị cảnh sát giao thông quản lý địa bàn đang liên hệ với nhân chứng để xin lại clip xe khách vi phạm để điều tra xử lý nghiêm. Theo quy định, lỗi vi phạm đi vào đường ngược chiều, tài xế xe khách bị xử phạt 1 triệu đồng và tước bằng lái 30 ngày. Theo quy định, từ mùng 1 tháng 7, xe kinh doanh vận tải hàng hóa từ 7 đến dưới 10 tấn phải dán phù hiệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, tài xế xe tải vẫn chưa chấp hành quy định này. Đại diện các cơ quan đăng kiểm cho biết, các đơn vị rất khó xác định được xe nào tham gia kinh doanh vận tải, xe nào không. Vì vậy, chỉ có thể thực hiện kiểm tra đối với các xe đã được cấp phù hiệu vận tải, xe được chủ xe khai báo đã đăng ký kinh doanh vận tải. Theo quy định, xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn không lắp đặt hộp đen kể từ ngày 1 tháng 7 có thể bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Tiếp tục chương trình với các tin tức giao thông đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng nay 20 tháng 7, sét đánh làm thủng một lỗ lớn trên đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam đã tạm thời đóng cửa đường băng này để sửa chữa. Nhiều chuyến bay đi và đến sân bay này đã bị ảnh hưởng. Đại diện Cục Hàng không cho biết, ngày 20 tháng 7, sét đánh đã làm thủng một lỗ có đường kính khoảng 50cm tại đường băng 25R07L thuộc sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các đơn vị chức năng đang sửa chữa hư hỏng này và dự kiến tới 22 giờ tối cùng ngày sẽ hoàn thành. Để đảm bảo an toàn, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định chỉ cho đường băng này hoạt động trở lại vào 5 giờ sáng ngày 21 tháng 7. Trong thời gian này, kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines đi đến sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ bị ảnh hưởng, gây chậm chuyến và chậm dây chuyền, đặc biệt là các chuyến bay trong các khung giờ cao điểm từ 15 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 7. Thêm vào đó, dự kiến chiều nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có mưa dông lớn trong khung giờ cao điểm này. Vì thế, tình hình khai thác sẽ có thể khó khăn hơn. Hành khách nên cập nhật để biết sự thay đổi giờ bay nếu có. Tối qua 19 tháng 7, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến 14 chuyến bay của Jetstar Pacific bị ảnh hưởng. Theo thống kê của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ngoài 3 khung giờ cao điểm, những giờ khác trong ngày, các sân bay đều trong tình trạng dưới giới hạn khai thác, đặc biệt là từ 23 giờ đến 5 giờ 30 phút sáng, hầu như không có hoạt động bay nội địa. Nắm bắt cơ hội này, nhiều hãng hàng không đưa ra chương trình khuyến mãi, khuyến khích khách hàng bay đêm tránh giờ cao điểm với giá vé nhiều ưu đãi. Hãng hàng không Vietjet triển khai chương trình bay 24/7, tăng tần suất bay, giờ nào cũng có chuyến bay, ngày nào cũng có giá hot. Chương trình được triển khai trên các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng và Hà Nội Đà Nẵng, bay 24/7,
có nghĩa là bất kỳ giờ nào trong ngày, nếu có nhu cầu đi lại trên các đường bay kể trên, khách hàng đều có thể đặt vé. Điểm ưu việt của chương trình nằm ở chỗ, bay trong mùa cao điểm, đến những điểm nóng về du lịch, song khách hàng vẫn có cơ hội mua giá rẻ bất ngờ và không phải chịu cảnh đông đúc giờ cao điểm. Hiện tại đang là dịp cao điểm mùa du lịch, dự báo tần suất bay ngày cao điểm nhất, lịch bay mùa hè năm 2016 sẽ đạt hơn 750 lượt chuyến bay đi và đến, cao nhất từ trước đến nay và vượt cả ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2016 với tần suất bay 726 lượt đến đi. Trước tình hình tội phạm mất an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp trên tuyến quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm tại các bến xe, đảm bảo an ninh trật tự giao thông trên tuyến đường này. Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng ngừa, phát hiện các băng nhóm có dấu hiệu bảo kê, những đối tượng có hành vi đe dọa, cố ý gây thương tích cho các lái xe và phụ xe, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp xử lý nghiêm, đồng thời mở đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm tại các bến xe dọc tuyến quốc lộ 5 và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện lưu thông vào các tuyến đường dân sinh, đường địa phương trái quy định nhằm tránh các trạm thu phí. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô giữa Hà Nội và Hải Phòng. Trong thời gian chưa công bố phương án điều chỉnh quy hoạch, chỉ đạo tạm dừng cấp phép khai thác tuyến Hà Nội - Hải Phòng đối với phương tiện đăng ký mới hoặc bổ sung giữa tất cả các bến xe trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng dự án Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về cơ chế đặc thù của dự án này. Theo đó, tổng thầu tự quyết định và chịu trách nhiệm việc áp dụng định mức đơn giá triển khai theo hình thức giá hợp đồng chọn gói, bảo đảm không vượt giá hợp đồng chọn gói đã được ký kết và không vượt tổng mức đầu tư điều chỉnh đã được phê duyệt. Đối với việc mua sắm thiết bị, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc giá chọn gói mua sắm thiết bị giảm tối thiểu 5% so với dự toán phần thiết bị. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục ra soát, đàm phán với tổng thầu và chịu trách nhiệm toàn diện về giá chọn gói mua sắm thiết bị, bảo đảm chặt chẽ, đạt hiệu quả tối ưu, không để xảy ra tiêu cực thất thoát. Bộ Giao thông Vận tải cũng chịu trách nhiệm toàn diện về chi phí đào tạo và mua sắm đoàn tàu. Hành vi chiếm dụng lòng đường, lề đường làm nơi trông giữ xe dù ở trong đô thị hay tại khu vực ngoại ô thì cũng sẽ đều bị xử phạt. Mức phạt có thể lên đến 12 triệu đồng theo Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20m² làm nơi trông giữ xe. Nếu trên 20m², phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra. Nghị định 171 trước đây chỉ quy định xử phạt đối với hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố trong đô thị. Thực tế, nếu xuất hiện tình trạng chiếm dụng lòng đường của đường ngoài đô thị làm bãi đỗ xe sẽ không xử phạt được. Do đó, Nghị định 46 đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi này để đầy đủ và chặt chẽ hơn. Hình ảnh hai thanh niên chạy xe máy tốc độ cao ngược chiều bị một cảnh sát giao thông giơ chân lên ngăn cản khiến xe máy đâm vào giải phân cách giữa xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 7 trên đường Giã Đàn, Hà Nội, hiện đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ rất nhanh. Sau vụ việc này nảy sinh nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu cảnh sát giao thông có quyền đạp xe người vi phạm hay không. Nếu chẳng may người vi phạm luật giao thông bị thương hoặc tử vong về hành vi đó thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Đây là đoạn video clip ghi lại hình ảnh thiếu úy Hoàng Anh thuộc đội cảnh sát giao thông số 3, công an thành phố Hà Nội, tung chân đạp vào người vi phạm giao thông là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1996, quê ở Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Hình ảnh cho thấy Tuấn điều khiển xe máy ngược chiều đường. Phía đơn vị đã báo cáo công an chỉ phòng tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí cảnh giao thông và yêu cầu báo cáo và làm rõ. Cũng theo Trung tá Tú, việc thiếu úy Hoàng Anh đạp vào người vi phạm là do nghi vấn người này có liên quan tới đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt trước đó ít phút. Tuy bị đâm xe lên giải phân cách, nhưng hai người đi xe máy không bị thương, sau đó bị tạm giữ phương tiện và với các hành vi không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, đi ngược chiều đường, không đội mũ bảo hiểm. Nguyễn Văn Tuấn sẽ bị xử phạt khoảng 2 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
chạy đường ngược chiều với cái tốc độ rất rất cao như thế thì sẽ là gây trực tiếp nguy hiểm đến cho các phương tiện khác. Theo tôi thì khi phát hiện được như thế, cái biểu hiện không bình thường như thế thì cũng phải cần phải sử dụng biện pháp mạnh để bắt giữ. Dưới góc độ ở nguyên nhân là chỉ là người ta chỉ là vi phạm pháp luật giao thông bình thường như đi ngược chiều không đội mũ, mà cảnh sát giao thông xử sự hoặc có những cái hành vi ngăn chặn như thế thì tôi hoàn toàn là cho rằng là không nên, vì nó không tương xứng với lại cái kết quả hậu quả xảy ra. Hành vi cảnh sát giao thông đạp người vi phạm chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng dưới con mắt của người dân thì rõ ràng là phản cảm. Hành vi thế thì không chấp nhận được. Dù sao người ta sai nhưng mà cũng phải chặn đường thế nào để bắt người ta đừng cho người ta ngã, chứ không để ngã nhiều khi nó xảy ra nguy hiểm cả hai bên. Nhỡ đâu nhưng chẳng may mà nó lại bị cái hai người đấy mà nhỡ đâu bị làm sao cái thì có thể là tử vong thì làm thế nào. Trước đó, trao đổi với báo chí, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhận định, chiến sĩ Hoàng Anh đã hành động bột phát, vô thức. Sau vụ việc, Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục giáo dục, chấn chỉnh lễ tiết tác phong 1.300 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để rút kinh nghiệm về quy trình xử lý vi phạm. Ngày hôm nay, trao đổi với phóng viên Giao thông An toàn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Thiếu tướng Trần Sơn Hà khẳng định, việc ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông là cần thiết, song không khuyến khích hành vi gây nguy hiểm cho người vi phạm, người dân và bản thân cảnh sát giao thông khi ngăn chặn người vi phạm luật giao thông. Đồng tình với quan điểm trên, các luật sư cho biết, hiện không có bất kỳ quy định nào cho phép cảnh sát giao thông có những hành động như trong vụ việc. Thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi trong chương trình Chào buổi tối và bản tin Nhật ký cuộc sống trên kênh VTC14.